Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đang cận kề, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân đang tăng cao. Đây cũng là thời điểm thị trường hàng hóa có nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Để bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi cho người tiêu dùng trên địa bàn, ngày 6 tháng 1, Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện tổ chức cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra đã tập trung tăng cường lực lượng, tổ chức các đợt kiểm tra ở các cửa hàng tạp hóa quy mô lớn, các chợ, nơi buôn bán đông đúc. Thời gian thực hiện cao điểm từ nay đến gần hết dịp lễ hội Chùa Mèo năm 2020, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận, vi phạm, đặc biệt là vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, như kinh doanh buôn bán các mặt hàng quá hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, kém chất lượng. Đối với hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm hàng may mặc, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng. Các mặt hàng này chủ yếu được làm giả từ nước ngoài và vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Tích cực kiểm tra tại các chợ phiên, chợ khu vực nông thôn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng vùng cao, nông thôn để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đã đến kiểm tra tại các cửa hàng, các khu vực chợ trung tâm của huyện đến các xã thị trấn. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở sản xuất kinh doanh đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Các mặt hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm cũng đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng, cửa hàng với tôn chỉ không buôn bán các mặt hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng. Trong đó tăng cường cao điểm vào các dịp lễ Tết. Do vậy, các chủ cửa hàng kinh doanh phải luôn chấp hành tốt và đặt uy tín lên hàng đầu, nói không với hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và thực hiện kiểm tra sau khi ký cam kết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Năm nay, thị trường bánh kẹo, rượu, bia phục vụ Tết Nguyên đán so với các năm trước không có nhiều biến động. Tuy nhiên, tình hình buôn bán gian lận, vi phạm thương mại cũng như kinh doanh các mặt hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn có những tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, thì người tiêu dùng cũng cần nâng cao kiến thức trong việc lựa chọn sản phẩm và hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho mình và người thân.